Jenny mến chào các bạn. Học tiếng Trung qua bài toán số 13. Trong tủ lạnh có 3 cây kem dâu và 3 cây kem đậu đỏ. Trong tủ lạnh tổng cộng có mấy cây kem? <laughs> bình xiang lì Yêu san chư chào mấy Hàn san chư hỗn đậu bình bằng Bình xiang lì Công yếu chỉ chư bình bằng 冰箱里有三只草莓，和三只红豆冰棒。冰箱里共有几只冰棒？冰箱，冰箱。 ping tủ lạnh ping sáng tủ lạnh lì là bên trong bên trong trong bên trong ping sáng lì ping lì trong tủ lạnh giờ giờ có số ba đọc là, san, san, san. tên đồng vị của bài toán này là chư, chư là cây kem, cây kem, cây, chư là cây, san chư, san chư, san chư, san chư, san, chư. ba cây. Chào mẹ Chào mẹ Chào mẹ Dâu Chào mẹ là dâu San zhi chào mẹ San zhi chào mẹ Ba cây kem dâu Hàn

hồng đậu 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 đỏ bing bang bing bang bing bang cũng là cây kem kem cây bing bang cũng là cây kem bing xăng li bing xăng li trong tủ lạnh Binh xiang là tủ lạnh Lì là bên trong cái tủ lạnh Binh xiang lì Binh xiang lì Binh xiang lì Trong tủ lạnh Công giò, Công Đây là tổng cộng cùng tổng cộng cùng tổng cộng giờ có giờ là có chì là máy chì bim bang chì bim bang chì bang 知冰棒，哥哥。知冰棒，知冰棒，哥哥。冰箱里有三只草莓，汉。

trong bài toán này các bạn thấy nè Binh sang lì dầu san chư sầu mễ Binh sang lì dầu san chư sầu mễ san chư san hàn san chư hùng đậu Binh băng

liu zhi Binh bang tên đơn vị ở đây là zhi Binh bang bây giờ trên này đọc lại lần nữa nha bình lì, có 3 và 3 bằng. Bình lì, bằng, Bài học của trên này đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.